Chào các bạn, thông thường sau mỗi bữa ăn mà còn dư cơm nguội, ta có thể đem hấp hoặc chiên lên làm cơm chiên. Nhưng những món ăn này đã quá quen thuộc với chúng ta rồi. Bạn muốn chế biến một món ngon từ khác từ cơm nguội nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món bánh cơm nguội thơm ngon, đơn giản, đảm bảo các bé sau khi ăn sẽ mê ngay món bánh ngon này của mẹ. Lưu ý, đây là cơm nguội thôi chứ không phải cơm nguội phơi khô đâu nhá. Là bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm nhé. Nguyên liệu gồm có cơm nguội, sữa đặc, sữa tươi, giấy thấm dầu, bơ thực vật, bột mì, dầu ăn, nếu muốn ngọt thêm đường, nếu ăn mặn bỏ sữa cho nước. Về cách làm thì cho cơm nguội vào máy xay sinh tố cùng sữa tươi có đường. Nếu ăn ngọt và muốn ăn ngọt thêm thì cho thêm chút sữa đặc hoặc xay với sữa tươi không đường nếu thích chấm tương ớt và có thể thay bằng nước. Tỷ lệ là cứ một bát con cơm nguội trộn đều với 3 thìa canh nước hoặc sữa rồi đem xay. Xay thì chú ý là các bạn xay bằng cục khô của máy xay sinh tố, không thì tố các bạn nhé. Và mỗi lần xay thì các bạn sẽ xay ít thôi, không cháy máy. Sau đó cho thêm 1/2 thìa canh bơ tường an vào trộn đều rồi rắc thêm khoảng 1 thìa canh bột mì vào trộn tiếp cho hòa quyện đồng nhất. Đun sôi dầu ăn, hạ nhỏ lửa, xoa chút dầu ăn chưa đun vào tay, bê tròn từng miếng bột vừa ăn và ấn dẹt bỏ vào chảo chiên vàng đều hai mặt. Vớt ra giấy thấm dầu là mâm luôn thôi. Yên tâm là không bị dính tay đâu các bạn. Bánh này có vỏ ngoài giòn xốp, khi cắn thử một miếng là thấy thú vị ngay. Bánh ngọt thì có thể chấm sữa, hoặc bánh mặn thì chấm tương ớt. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất khâu chế biến món bánh cơm nguội rồi. Món ăn thơm ngon hấp dẫn, không khác gì ngoài hàng mà chúng ta còn tiết kiệm được cho gia đình một khoản nhỏ, đồng thời tránh lãng phí thực phẩm trong gia đình. Với cách làm đơn giản này, bạn hoàn toàn có thể trổ tài làm bánh ngày đầu tiên vào bếp và đừng quên chia sẻ món ăn này với các mẹ để chúng ta cùng nhau thực hiện chống lãng phí nhé. Chúc các bạn thành công, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo và xin lưu ý là các bạn cũng đừng quên like hoặc subscribe cho video của mình nhé. Cảm ơn các bạn.